thôi. Ơ, anh ơi, có cái anh nào vừa đi qua mình ý các bạn ạ? Trời ơi, ăn kẹo như thế này thì bao giờ cho nó lớn, bao giờ cho nó to các bạn? Trời ơi, Hà Sam to hơn rồi đấy nè, các bạn thấy chưa? To hơn 1cm rồi đấy. Ui, bây giờ mình mới đang đứng ở thứ 250. Trời ơi, đứng ở top đấy các bạn. Thế nhưng mà ở top 250 nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì Hà Sam muốn vào thành phố này các bạn ơi. Và ui, ở đây có con rắn các bạn ơi. Mới chết luôn. Yeah. Trời ơi, thế nhưng mà con này nó bé quá các bạn ạ. Ăn kiểu như là nó không thấm tháp vào đâu cả. Thôi được rồi, Hà Sam ấy quyết định là vào thành phố để săn những con rắn to hơn. Tuy nhiên ấy thì là cũng phải coi chừng những con rắn đấy, bởi vì những con rắn đấy là mồm nó hơi bị to luôn đấy, là chúng có thể là ăn mình đấy các bạn. Rồi, ok. Trời ơi, quả nho. Sao từ nãy đến giờ mình chưa thấy có ai nhỉ? Mẹ ơi, sao mà đông quá. Trời ơi, đông ơi là đông luôn đấy các bạn. Trời ơi, ở đây có con rắn đông ơi là đông này. Ui, to ơi là to luôn ấy, mình nhìn không thấy người nào đâu cả ấy các bạn. Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Lại nha các bạn ơi. Trời ơi, lại nè. Thừa thắng xông lên, thừa thắng. Trời ơi. Mẹ ơi, trời ơi, ở đâu có cái món mồi ngon béo bở thế này. Trời ơi là trời, mình bây giờ mình to rồi các bạn ơi. Đây nè. Trời ơi, cái con kia nó ăn mà nó không chừa lại cho mình miếng nào ấy các bạn. Trời ơi, ăn gì mà ăn tham, mà tham nó tham vừa thôi mà sao nó tham quá thể đáng. Ui, ở đây hình như là có con nào ấy nó tự dưng nó chui đâm đầu vào đầu mình ấy các bạn. À quên, đâm đầu vào đít mình chứ. Ôi yeah, trời ơi. Ui, ở đây cũng có nữa nè, đồ ăn. Mình đi ăn hôi của ấy các bạn ơi. Không sao, miễn sao ấy là cái con sâu của mình ấy nó lớn là được các bạn nha. Rồi khi nó lớn rồi mình sẽ đi ăn, mình sẽ đi chiến đấu. Ôi ở đây, ôi yeah, hạ gục được một con rồi. Yeah, mình sẽ hạ gục một con khác. Trời ơi, rắn ơi ra đây, ta bảo rắn này, rắn đi đâu đấy, rắn vào với ta. Rắn vào mồm ta mới đúng chứ. Rồi, đâu rắn ơi. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy con rắn nào đâu không? Trời ơi, Hà Sam từ nãy giờ không nhìn thấy con nào luôn ấy, chỉ nhìn thấy mỗi mình thôi. Trời ơi, một mình ở đây. Tàn tàn tàn. Có con rắn nữa nè. Trời ơi, em ơi, này em ơi. Ôi ơi, trời ơi, nó định ngoắt sang bên chỗ khác này. Thôi kệ nó. Trời ơi. Ui, tí nữa là mình bị con này nó chặn đầu luôn đấy. Tuổi gì định câu mình chứ gì. Trời ơi, mình dễ câu quá ha. Rồi, ok. Trời ơi, ở đây có đồ ăn nè. Bà con ơi, quỷ thần ơi, má ơi, tự dưng ấy có con rắn nào nó đâm vào đít đứa khác rồi, tự dưng mình có đồ ăn để ăn nè. Mình cứ như con rắn nè, mấy hôm chết đói không bằng ấy. Rồi, lại có con rắn khác nó chui vào đây. Rồi. Quay nhé các bạn ơi. Mình sẽ quay con rắn này luôn. Đây, mình sẽ quay con rắn xanh này. À không, đây là con rắn vàng. Ấy, ăn rồi. Yeah. Để xem có những con rắn nào khác nữa không. Đây, ở đây có một con rắn nè các bạn ơi. Trời ơi, nó siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Mình thấy mình đã to rồi, thế mà ơi. Thế mà nó còn to gấp đôi mình nữa cơ. Trời ơi, ở trong này anh em gọi là thương yêu nhau lắm. Mình không thấy đầu, không thấy đuôi con. Ơi, đây đuôi đây. Trời ơi, mình cứ tưởng mình không thấy đầu, không thấy đuôi nó đâu chứ. Ý, hóa ra mình vẫn thấy đuôi nó các bạn ạ. Trời ơi, mặc dù chỉ là một cái mẩu đuôi. Đồ ăn đây rồi. Con kia tí nữa thì con kia chết các bạn ơi. Rồi, ok. Ôi, tí nữa thì cái con kia chết luôn các bạn ạ, bởi vì nó tí nữa thì nó đâm đầu vào đuôi mình. Rồi, ok, trời ơi. Đây quả là một cuộc sinh tồn quá là nguy hiểm. Trời ơi, sao ở đây có con to vậy? Mẹ ơi, to quá mẹ ơi.
Trời ơi. Ăn gì? Con đấy chắc là nó phải ăn vừa ăn xong một con bò các bạn ạ. Thế nên nó mới to như thế đấy. Chứ còn ấy, làm sao mà có thể to được như thế nhở? Từ nãy là mình ăn bao nhiêu mà mình không to được như thế luôn. Chắc chắn là nó ăn được như thế là bởi vì là nó phải ăn một con bò. Rồi, trời ơi, nhưng con này nó đi chậm lắm các bạn. Nó đi quá chậm luôn ấy. Eo. Chậm quá, chậm quá. Được rồi, mình sẽ đi để xem là đầu nó đâu. Úi dồi ôi, vẫn không thấy các bạn ạ. Trời ơi, đi ngoắt ngoéo mà không thấy đâu cả. Rồi, ok. Úi, có con rắn thành. À, được rồi, mình sẽ đi chơi cùng với con rắn thành. Trời ơi, không đi được các bạn ơi. À, có con rắn này ở đây. Mình sẽ chặn nó luôn. À, à, nó chặn mình các bạn ơi. Trời ơi. Mình đã hy vọng rằng con rắn nó màu vàng chắc chắn là nó sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho mình. Nhưng không. Oh no. Màu vàng chứng tỏ là màu phật chó các bạn ơi. Trời ơi. Nó đen mà nó đen mà nó đen thui á. Trời ơi. Eo ơi. Từ đây mình có thể đi vào được không ta? Nào đâu, để xem nào. Xem nào, xem có con rắn nào đây không. Trời ơi, do mình đi cạnh một con ấy nó quá là to đi. Thế nên là mình chả nhìn thấy nó đâu các bạn ạ. À, đầu nó đâu. Ú, trời ơi, ở đây có một con rắn vàng to ơi là to này các bạn ơi. Trời ơi, mình sẽ đi vào đây để xem mình có chết không ta. Úi má ơi, má ơi, má. Má ơi. Yeah, thoát rồi, thoát rồi. Ok, mình sẽ đi cùng với lại cái con rắn màu vàng này nha. Tuy nhiên thì mình biết là cái màu của nó giống màu của mình ấy. À, trời ơi, thế nên là nó mới nó không đen như mình ấy các bạn. Tuy là cùng màu nhau nhưng mà hai số phận. Rồi, cái con này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Wow. Bây giờ ấy, ăn một con rắn rất là to. Thế nên Hà Sam đang đứng ở vị trí là 132. À, cái con rắn này cùng màu với mình chết tòi các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mình to khủng bố này các bạn ơi. Trời ơi, đừng bảo là có đứa nó quay mình nha. Eo ơi, nó quay mình là chết mình đấy. Các bạn ơi, trời ơi, mình đang đứng ở vị trí là 90 này các bạn ơi. Đợi những con to chết hết là mình sẽ đứng ở top 1. Trời ơi. Siêu này nha. Kiểu như là ấy, bây giờ mình to rồi ấy, thế nên là mình nhìn thấy được rất là rộng ở chỗ khác ấy. Còn á, ví dụ như là những cái con mà nó bé ấy, thì nó lại không nhìn thấy được đầu đuôi mình đâu ấy các bạn. Trời ơi. 77 ơi các bạn ơi. Bà. Ê, trời ơi, mình 77 ơi nè các bạn ơi. Yeah, 71 rồi. Mình đang ở top 71 này các bạn ơi. Yeah. Trời ơi, ở đằng kia cũng có con vàng vàng. À, đấy chính là đuôi mình luôn. Mình cứ tưởng là đuôi con khác, hóa ra là nó là đuôi mình. Rồi. 70, bây giờ Hà Sam đang đứng ở top 70 nè các bạn ơi. Trời ơi, mình thấy 70 đã là to rồi. Thế mà ở top 1 thì không biết là ơi, to khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Úi trời ơi, mình không có ý gì đâu mà tự nhiên ấy, có anh tự dưng nhảy đầu vào vòng của mình luôn ấy các bạn. Thế nên là mình lại phải quay. Trời ơi, buồn. Quá buồn. Quá buồn cho một cuộc tình ấy các bạn ơi. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đi vào đây. Mình sẽ đi vào đây. Đấy. À, yeah. Đã quay mất được một bạn rồi các bạn ơi. Rồi, ăn nè, ăn nè. Rạp, ngon lành rồi. Bây giờ Hà Sam đang đứng ở 67. Trời ơi, Hà Sam phải cẩn thận nha các bạn ơi. Trời ơi, đi đường bây giờ ấy, nó gọi là nguy hiểm luôn ấy. Nguy hiểm ngoặt ngoèo luôn ấy. Cái con này này, nhìn cái mặt cái con này rất là xấu luôn. Chắc chắn là rất là thâm nho mà rất là đẻo luôn này các bạn ơi. Trời ơi, con người ấy, sống là phải có tình cảm đúng không các bạn.
ơi, thế mà nó đi hãm hại người khác đấy. Ok, cái con kia tự dưng đâm đầu vào mình này. Ơ, ở đây tự dưng lại có con chết này các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, hóa ra là người của thằng khác mà mình cứ tưởng đấy là người của mình. Ai bảo ơi, nó màu vàng y chang mình ấy các bạn ơi. Top 1. Rồi, ok, bây giờ mình đang đi vào trong rất là đông con rắn này các bạn ơi. Rồi, vào đây nha, một là bị thịt, hai là sẽ lên hương luôn các bạn. Trời ơi, trời ơi, bên này có con rắn nè. Trời ơi, nè, mình bé thế mà cậu cũng quê mình là sao ta? Trời ơi, mình bé thế này mà nó quê mình, nó bị ngáo hả các bạn ơi? À không, nó không quê mình. Mà chẳng qua là mình, ở đây tự có đồ ăn nè. Đồ ăn nè. Đấy các bạn ơi, Hà Sam ấy bây giờ lại to rồi. Thế nhưng mà không to như nãy à. Trời ơi. Nãy mình to khủng khiếp mà bây giờ mình bé xíu mẹ. Mình vừa hạ gục được một con nữa này các bạn ơi. Ai bảo ấy tích tranh đồ ăn với mình. Thế là tự dưng ấy đâm đầu vào đầu mình luôn. Mình lúc ấy nhanh trí, mình ngoặt một phát, thế là nó ngoẹo luôn các bạn ạ. Rồi ok. Đấy, có rất nhiều những con ấy mà ham ăn như thế đấy các bạn ơi. Trời ơi, cái đuôi của mình ấy là mình phải nhìn nha, chứ không ấy đừng có mà lại còn đâm đầu vào đuôi của người khác. Tại vì cái con rắn đấy màu vàng rất giống mình nên mình cứ tưởng là đuôi mình chứ. Trời ơi, đâu rồi? Ui, ở trong này rất là đông rồi các bạn ơi. Rồi ok, quá là đông luôn. Mình ấy đang to này là bị thịt luôn.